nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là giảm bớt áp lực khó khăn tại 34 khu cách ly tập trung của huyện, hiện đang tiếp nhận 2.265 công dân trở về từ vùng dịch. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành đã đến các khu cách ly tập trung, gửi tặng các phần quà gồm sữa tươi tiệt trùng, nước suối tinh khiết, bánh ngọt, bánh dừa, bánh mì pate, cuộn giấy và các hàng hóa thiết yếu dành cho phụ nữ. Nguồn kinh phí từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện và sự đóng góp của cán bộ, đảng viên, mạnh thường quân trên 15 triệu đồng. Những phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm chăm lo, động viên, chia sẻ kịp thời với những khó khăn của công dân đang thực hiện cách ly y tế, nhất là đối với đối tượng là người già, phụ nữ, trẻ em, hộ khó khăn. Sáng ngày 7 tháng 10, sư cô Thích Nữ Huệ Liên, trụ trì chùa Phật Minh, ấp Phú Thành B, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, dẫn động Phật tử mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh trao tặng 5 tấn gạo cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện. 5 tấn gạo trên được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện trao lại cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các xã Phú Tâm, Phú Tân, Thiện Mỹ và Hồ Đắc Kiện hỗ trợ cho bếp ăn tập trung, phục vụ người dân từ các tỉnh về từ vùng dịch đang bị cách ly trên địa bàn các xã, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường mới. Từ khi dịch bùng phát lần thứ tư, sư cô Thích Nữ Huệ Liên đã phát tâm vận động trao tặng 6 tấn gạo, mì gói và nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con khó khăn tại xã Phú Tâm, trị giá gần 200 triệu đồng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành tặng giấy khen cho chùa Phật Minh và 3 hộ gia đình đã có nhiều đóng góp tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch COVID-19.